Chào tất cả các bạn, video này Giang sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cách làm tóc xoăn bồng bềnh như thế này. Nếu các bạn thích thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Việc đầu tiên sau khi gội đầu xong, Giang sẽ sử dụng xịt dưỡng tóc Thermal Creation của Tresemme. Giang sẽ bắt đầu xịt đều lên tóc. Đối với xịt dưỡng này thì nó giúp cho tóc tránh được sức nóng từ máy sấy cũng như là máy tạo kiểu tóc khác, đồng thời giữ nếp, giúp cho tóc định hình tốt hơn. Tiếp theo, Giang sẽ sử dụng máy sấy tóc. Ở đây Giang sẽ điều chỉnh nhiệt độ từ sấy ấm cho đến sấy lạnh, không chỉnh nhiệt độ quá cao để giảm bớt cái sự hư tổn gây ra cho tóc. Sau khi sấy tóc xong thì Giang sẽ dùng lược chải đều tóc cho gọn gàng lại. Sau đó Giang sẽ sử dụng máy uốn tóc của Numi Magic Wand để tạo kiểu cho tóc. Khi mua máy uốn tóc của Numi thì các bạn sẽ được tặng kèm một găng tay như thế này để chúng ta dễ dàng hơn trong việc tạo kiểu tóc, tránh bị nóng. Giang mở máy lên và chờ cho nhiệt độ tăng. Sử dụng dây buộc tóc và buộc tóc lại như thế này. Đây là kiểu mà Giang vẫn thường hay làm để tạo kiểu cho tóc tránh bị sót. Lấy ra một lọn tóc nhỏ vừa đủ như thế này. Khi nhiệt độ đã ok rồi thì các bạn sẽ sử dụng máy uốn tóc và sau đó chúng ta cuốn tóc từ trong ra ngoài như thế này. Chúng ta sẽ giữ nó trong vòng từ 10 đến 15 giây. Sau khi thả lọn tóc ra thì các bạn nhớ hóp tóc lại như thế này để cái lọn tóc của chúng ta được định hình tốt nhất. Và đây là lọn tóc đầu tiên của chúng ta. Ta-da! Các bạn thấy như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục làm tương tự như vậy với từng lọn tóc còn lại. Các bạn nhớ là chúng ta phải cuốn tóc từ trong ra ngoài như thế này nhé. Đồng thời hớp tóc lại để làm cho lọn tóc của chúng ta xoăn lâu hơn. Sau khi hoàn thành xong phần tóc bên này thì Giang sẽ chuyển qua để hoàn thành nốt phần tóc bên kia. Các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Chúng ta rút từng lọn tóc nhỏ và sau đó giữ trong vòng 10 đến 15 giây, quấn từ trong ra ngoài. Và đồng thời khi mà các bạn thả ra thì các bạn nhớ là phải hớp tóc lại để cái lọn tóc của mình được giữ nếp lâu hơn các bạn nhé. Công đoạn cuối cùng, Giang sẽ sử dụng ca xịt tóc của Tresemme để giữ nếp tóc được lâu hơn. Các bạn nhớ xịt đều lên tóc như thế này nhé. Cá nhân Giang thì Giang không hay sử dụng ca xịt tóc trước đó, nhưng mà với cái ca xịt tóc của Tresemme thì Giang vô cùng hài lòng, bởi vì khi sử dụng thì tóc không bị bết dính cũng như là bị kiểu giả, bị đơ, nhưng mà rất là tự nhiên. Các bạn có thể thấy là không hề giống như là xịt keo dưỡng tóc một chút nào cả. Đây là loại keo xịt tóc đầu tiên mà Giang sử dụng mà rất là hài lòng. Do vậy mà Giang khuyên các bạn, nếu được thì các bạn hãy thử qua cái dòng này để có những trải nghiệm giống như Giang nhé. Ta-da! Và đây là thành quả cuối cùng của chúng ta. Các bạn thấy như thế nào? Giang hy vọng là qua video clip này các bạn sẽ có thêm được nhiều sự lựa chọn cho mình trong việc thay đổi kiểu tóc để tự tin xuống phố, đi chơi cùng bạn bè, với đồng nghiệp hay chỉ đơn giản là tự tin trước mặt ai kia. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau. Bye bye mọi người!